Minh Đường Tử Vi Hân Hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Tý đang có điểm báo không được như ý, và bạn tuổi Tý bạn muốn được trò chuyện với người kia về tương lai của cả hai người nhưng lại không có đủ can đảm. Do đó, trong cái thời gian này đối với bạn tuổi Tý, bạn mệnh hãy vun viễn tình cảm cho đôi bên để chờ đợi cái thời cơ khác sẽ tốt đẹp hơn với mình nhé. Tuần mới này đối với bạn tuổi Tý có thể vẫy vùng và thể hiện bản thân theo cách mà mình muốn. Bạn tuổi Tý, bạn hãy tập trung vào những chia sẻ thật lòng và tìm cách kết nối với mọi người qua chính cái con người thật của mình. Bằng cách đó, bạn mệnh sẽ dễ dàng thuyết phục được những người xung quanh nhé. Cái con đường công danh sự nghiệp của bạn tuổi Tý trong tuần mới này cũng có được những cái tiến triển khá chi là tốt đẹp. Khả năng tư duy, sáng tạo của bạn tuổi Tý cũng sẽ phát huy tối đa sức mạnh của nó. Cái điều này khiến cho những cái ý tưởng độc đáo của bạn mệnh tuổi Tý lúc nào cũng tuôn trào, đến nỗi bản thân của bạn cũng không bắt kịp chúng. Và bạn tuổi Tý, bạn hãy tận dụng thật tốt cái điều này nhé. Với bạn tuổi Tý tuần mới, đầu tuần là cái thời điểm khá chi là may mắn về cái phương diện tài lộc cho bạn. Thế nhưng sẽ có những cái rắc rối xuất hiện vào giữa tuần do ảnh hưởng của tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tý rơi vào tình huống khó xử, và may mắn là đối với bạn tuổi Tý, bạn có đủ cái sự tỉnh táo cho nên mọi việc sẽ qua đi và để lại cái khoảng thời gian cuối tuần được tươi sáng hơn với mình bạn tuổi Tý nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. Tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình tình duyên của bạn tuổi Sửu trong tuần này đang có cái điểm báo không được suôn sẻ cho lắm. Và với bạn tuổi Sửu, để cái chuyện tình cảm bớt sóng gió đi thì bạn không nên thể hiện những cá tính bộc trực của mình ra bên ngoài. Những cái sự tranh cãi có thể nảy sinh dù những gì bạn mệnh tuổi Sửu góp ý không mang tính công kích đối phương đối bạn tuổi Sửu nhé. Và xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Sửu, cái vận trình của bạn lại đang gặp được sao Tả phù chiếu mệnh, chủ về cái sự giúp đỡ, nhưng dường như với bạn tuổi Sửu, nhà ý của bạn muốn giúp đỡ người khác cũng sẽ gặp nhiều trục trặc. Và bạn tuổi Sửu, bản mệnh cần phải chắc chắn rằng liệu người ta có cần đến cái sự hỗ trợ của mình hay là không đã nhé. Chính vì vậy, bạn tuổi Sửu, bạn hãy lùi lại và tự khắc thời gian sẽ cân nhắc bạn mọi thứ. Trong những ngày đầu tuần đối với bạn tuổi Sửu, có một vài cái khó khăn, trở ngại khiến cho bạn tuổi Sửu có đôi lần muốn bỏ cuộc. Nhưng may mắn vào giữa tuần, bạn lại đang gặp được thiên ấn chiếu mệnh, mang lại cho bạn tuổi Sửu có được sức sáng tạo không ngừng để phát huy tốt cái vận trình sự nghiệp của bản thân mình. Công sức được ghi nhận cho nên bản mệnh tuổi Sửu khá chi là hào hứng với cái công việc, việc làm của mình nữa nhé. Còn về cái phương diện sức khỏe của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, sức khỏe của bạn đang có cái báo hiệu tương đối là ổn định, và tuần này cũng đem lại cho bạn tuổi Sửu nhiều cái cơ hội để biến những cái ý tưởng trên giấy của mình thành hiện thực. Và bạn tuổi Sửu, bạn cần phải nghiên cứu kỹ càng và hỏi han những người có kinh nghiệm để bản mệnh sẽ đến gần hơn với cái mục tiêu, đến gần hơn với cái thành công cho mình nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dần từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy là cái vận trình tuần này đối với bạn tuổi Dần đang có cái dự báo, bạn đang có cái sự cảm nhận bản thân, đang dần mất đi cái cảm quan về một bức tranh lớn trên cái vận trình tìm kiếm công danh, sự nghiệp cho mình. Và trong tuần mới này, nếu với bạn tuổi Dần đang cảm thấy hơi mơ hồ về cái con đường đi nước bước của mình, thì bạn hãy tìm đến cái sự giúp đỡ từ những người có nhiều kinh nghiệm bạn tuổi Dần nhé. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dần trong tuần mới này, cái vỏ bọc tự bảo vệ cứng rắn của bạn đang ngăn cản bạn mệnh tiến tới những cái mối quan hệ lãng mạn khác. Và bạn tuổi Dần, bạn hãy tự mở lòng mình ra để đón nhận chúng. Trong khi đó, các cặp đôi đang yêu, nếu đang lo sợ cái điều gì thì nên thẳng thắn nói chuyện với nửa kia để nhận được sự cảm thông và thấu hiểu cần thiết bạn tuổi Dần nhé. Trong tuần mới này, đối với bạn tuổi Dần, cái vận trình của bạn cũng không ngừng lên xuống, trầm nhất là lúc phải đối mặt với thương quan vào giữa tuần. Cái điều này khiến cho bản mệnh tuổi Dần cảm thấy khó khăn, trông gai như đang đổ dò lên mình. Và thay vì trách mắng hay là đổ lỗi cho ai đó thì bản mệnh tuổi Dần nên phải bình tĩnh để nhìn nhận lại cái tình hình một cách sáng tạo, sáng suốt nhất bạn tuổi Dần nhé. Về cái phương diện sức khỏe của bạn tuổi Dần trong tuần mới này, tình hình sức khỏe của bạn trong tuần ảnh hưởng nhiều do cái cách mà bạn tuổi Dần đang suy nghĩ. Nếu như tâm trạng của bạn thoải mái thì thể trạng của bạn mới tốt lên được. Vì thế mà bạn mệnh tuổi Dần chỉ nên cho phép mình một chút buồn thôi, chứ đừng để cho cái nỗi buồn khiến cho mình bị bệnh nặng thêm. Và với bạn tuổi Dần, bạn nên nhớ rằng có sức khỏe thì mới có thể làm được mọi việc tốt được bạn tuổi Dần nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái con đường tình duyên của bạn tuổi Mão lúc này đang có chút bất đồng trong một số cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Và nếu như bạn tuổi Mão cứ cứng đầu và thích đối đầu, đối chọi thì sẽ khiến cho cả hai cảm thấy tổn thương mà thôi. Với bạn tuổi Mão, bạn cần phải mềm mỏng hơn một chút thì mọi việc sẽ được giải quyết sớm bạn tuổi Mão nhé. Về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Mão trong tuần mới này, các nhiệm vụ của bản mệnh đòi hỏi tinh thần đồng đội sẽ gặp nhiều trục trặc. Cũng bởi vì với bạn tuổi Mão đang bị thao túng bởi một số người không đáng tin cậy. Và để đối phó với cái tình hình này, với bạn tuổi Mão, bạn đừng nên để hé lộ bất cứ cái thông tin cá nhân nào ở những nơi quá đông đúc và tìm đến người thực sự ủng hộ mình bạn tuổi Mão nhé. Hơn thế, trong cái vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang có cái sự xuất hiện của thiên quan chiếu mệnh. Cho nên, những ngày đầu tuần đối với bạn mệnh tuổi Mão, dù sao cũng có kết quả như mong muốn trong công việc. Nhưng về cuối tuần thì bạn tuổi Mão vẫn cần phải cẩn thận, sẽ tốt hơn, đặc biệt là khi di chuyển và tham gia giao thông. Không nên được lơ là hay là chủ quan, rất dễ gây thương tích, tai nạn cho mình lắm nữa nhé. Về tình hình sức khỏe của bạn tuổi Mão trong tuần mới này, sức khỏe của bạn lại đang có báo hiệu không có gì đáng phải lo ngại, nhưng lịch trình sinh hoạt của bạn mệnh tuổi Mão lại đang bị xáo trộn, cho nên thân thể của bạn thường xuyên trong cái tình trạng mệt mỏi, thiếu cái sự tỉnh táo. Và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Mão là bạn hãy cố gắng đi ngủ sớm, tránh làm việc quá muộn hay là thức quá khuya, kẻo lại ảnh hưởng đến sức khỏe, làm cho sức khỏe của mình bị giảm sút đó bạn tuổi Mão nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thìn từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái tâm trạng của bạn tuổi Thìn lại lên xuống thất thường, vì với bạn đang có những cái suy nghĩ ở trong đầu. Và bạn tuổi Thìn, bạn không thể làm rõ được tình cảm của mình đối với một người bạn. Đôi lúc bản mệnh bị bối rối vì dường như cả hai đang đi quá giới hạn. Nhưng những cảm xúc này cũng sẽ nhanh chóng đến rồi, nhanh chóng đi qua mà thôi bạn tuổi Thìn nhé. Với bạn tử thi, nhịp sống vội vàng gần đây đã đẩy cho bạn mệnh vào nhiều cái tình thế bất lợi. Trong công việc, bạn tử thi đang phí sức quá nhiều vào những cái kế hoạch của mình và dần mất đi phương hướng. Vì vậy, thay vì cứng đầu đối mặt với những cái khó khăn một cách vô nghĩa, bạn cần phải tập trung vào những cái hành động có thể thay đổi được cái cục diện hiện tại bạn tử thi nhé. Những ngày đầu tuần là cái thời gian khó khăn đối với bạn tử thi, nhưng với cái khả năng sáng tạo cũng như là phát huy đáng kể vào giữa tuần và cái sự sắp đặt lại do thiên ấn xuất hiện hỗ trợ cho bạn, khả năng tư duy và cái sự linh hoạt sẽ giúp cho bạn mệnh tử Thìn hoàn toàn nổi trội hơn rất nhiều so với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh đó bạn tử Thìn nhé. Bên cạnh đó, trong cái tuần mới này đối với bạn tử Thìn, bạn lại đang gặp được sao Giải Thần xuất hiện. Cái điều này nhắc nhở cho bạn mệnh tử Thìn nên chú tâm hơn vào việc giúp đỡ cho người khác. Có như thế thì mọi khó khăn, trở ngại của bạn mệnh ở cái thời điểm hiện tại mới được hóa giải, bởi không phải ai cũng có đủ cái năng lực và ý chí vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống đó bạn tử Thìn nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tỵ từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy rằng với bạn tuổi Tỵ, bạn đừng có quá chờ đợi cái điều gì để thay đổi ngoại mục trong cái chuyện tình cảm với mình nhé. Và bạn tuổi Tỵ, nếu bạn vừa trải qua cú sốc về tinh thần thì đừng có vội lao đầu vào vòng tay ai đó, vì bạn mệnh đang cần dành thời gian để chữa lành những cái vết thương của chính bản thân mình. Tâm trạng của bạn tử Tỵ trong cái tuần mới này lên xuống bất ngờ và chủ yếu là do cảm xúc của bạn tử Tỵ và cảm xúc của những người xung quanh tác động nên. Với bạn tử Tỵ, bạn cũng đang có nguy cơ đánh mất đi cái sự uy tín của bản thân mình. Do đó, bạn trở nên đem cái câu chuyện của người khác đi bàn tán, ngay cả với bạn bè thân thiết của mình bạn tử Tỵ nhé. Về cái vận trình công danh, sự nghiệp của bạn tử Tỵ trong tuần mới này đang có cái điểm báo hung cát đan xiên, nguyệt mã chủ về cái sự di chuyển mang lại cái cơ hội tốt lành cho bạn tử Tỵ, cũng đi kèm với những cái khó khăn trước mắt mà bạn tử Tỵ phải vượt qua. Quan trọng là bạn tử Tỵ, bạn luôn cần phải giữ được tinh thần, nhất định là không được bỏ cuộc cho dù có phạm phải bao nhiêu sai lầm đi chăng nữa bạn tử Tỵ nhé. Và tuần mới này đối với bạn tử Tỵ, cái vận trình của bạn lại vô cùng là thuận lợi khi bạn gặp được thực thần chiếu mệnh vào cuối tuần. Với bạn tử Tỵ đang có được cái niềm vui trọn vẹn bên bạn bè, bên người thân của mình. Những cái buổi gặp gỡ, ăn uống, tiệc tùng cùng nhau cũng mang lại cho bạn tử Tỵ giây phút được giải tỏa về tinh thần và có được một số cái bài học đáng quý giá cho mình nữa đó bạn tử Tỵ nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Ngọ từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Ngọ đang có cái điểm báo càng có biện minh càng khiến cho tình cảm của mình không đi đến đâu. Và bạn tuổi Ngọ nếu như còn tiếp tay cho họ với những cái suy nghĩ sẽ cố gắng thấu hiểu cho những cái hành vi đó, thì bạn nên dừng lại nói chuyện thẳng thắn giữa hai bên và chỉ giữ lại được cái mối quan hệ lành mạnh cho mình nhé. Trong tuần mới này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh cũng trở nên theo đuổi cái sự hoàn hảo, vì đó là lý do mọi người tìm đến bạn tuổi Ngọ với một ý tưởng nào đó có vẻ như là phi logic, khiến cho bạn tuổi Ngọ dễ trở nên khó chịu. Tuy nhiên, bạn hãy cố gắng nói ra cái ý kiến cá nhân của mình một cách có ý chí, thuyết phục, nhất là đối với các mối quan hệ kinh doanh đó nhé. Ảnh hưởng của sao thiên hình, cho nên cái vận trình của bạn tuổi Ngọ trong tuần mới này, bạn đang cố gắng có những cái suy nghĩ tích cực bao nhiêu, nhưng cũng sẽ không thể xua tan đi cái bầu không khí u ám trong tâm trí của bạn lúc này được đâu. Chính vì thế mà bạn mệnh tuổi Ngọ nên hãy dũng cảm đối diện với thực tế và chấp nhận rằng mọi việc không thể lúc nào cũng theo đúng như ý của mình được bạn tuổi Ngọ nhé. Và bạn tuổi Ngọ chị với một tâm thế thoải mái và tỉnh táo, cái điều này mới giúp cho bạn tuổi Ngọ có thể tìm ra được đáp án đúng đắn cho mình. Cái vận trình tài lộc của bạn tuổi Ngọ đang có được những cái sự trợ lực của thiên tài chiếu mệnh vào giữa tuần. Cái điều này giúp cho bạn mệnh tuổi Ngọ bớt đi phần căng thẳng hơn, nhất là khi có tiền bạc trong tay, cho nên bạn tuổi Ngọ cho phép chiều chuộng bản thân mình nữa rồi đó bạn tuổi Ngọ nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Mùi từ ngày 26 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Mùi trong tuần mới này đang có cái điềm báo gặp nhiều chuyện ưu phiền. Dường như một người nào đó mà bạn tuổi Mùi tin tưởng sẽ làm cho bạn thất vọng khi tiết lộ cho bạn những cái bí mật. Tất nhiên, sự việc lần này sẽ giúp cho bạn mệnh tuổi Mùi trở nên khôn ngoan hơn khi chia sẻ những cái câu chuyện mang tính riêng tư của mình nhé. Trong mọi tình huống và với bạn tuổi Mùi, để tránh xung đột xảy ra khiến cho đôi bên cùng bị tổn thương, thì bạn tuổi Mùi, bạn cần phải chú ý đến từng câu chữ của mình. Mọi lời nói của bạn tuổi Mùi thốt ra chứa đựng nhiều sức nặng hơn bản thân của bạn tưởng tượng. Vì thế nên, hãy chú ý chỉ dùng những từ ngữ gây ấn tượng đối với đối tượng hay là những người xung quanh mình nhé. Nhưng trong cái vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp kiếp tài xuất hiện vào cái thời điểm đầu tuần. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Mùi trải qua không ít cái cảm xúc tiêu cực và chúng còn điêu bám cái vận trình tài lộc của bạn cho tới cái cuối tuần nữa. Thế nhưng đó cũng là cái cơ hội để cho bạn mệnh tuổi Mùi tìm lại xem mình có thể để xảy ra sai sót gì ở đâu không. Đừng có cố tình lờ đi, nếu không sẽ lại tiếp tục lặp lại cái lỗi lầm của mình đó bạn tuổi Mùi nhé. Trong các mối quan hệ của bạn tuổi Mùi trong tuần mới này càng ngày càng trở nên khăng khít. Lý do là với bạn tuổi Mùi, chị muốn đầu tư thời gian với những người bạn thân thiết, dù chỉ là một buổi hẹn ăn trưa hoặc là cà phê đơn giản. Và cuối tuần đối với bạn mệnh tuổi Mùi nên cho phép mình được nghỉ ngơi, thư giãn để khôi phục lại cái sự thảnh thơi, sức khỏe, đầu óc cho mình nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Thân từ ngày 26 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là về cái vận trình tình cảm của bạn tuổi Thân trong tuần mới này đang có được cái dấu hiệu chuyển biến theo cái chiều hướng tích cực và có nhiều điều đáng để hy vọng cho bạn nữa. Bạn tuổi Thân, bạn cần phải quan tâm tới các mối quan hệ mà bản thân thuộc về bên nhận nhiều hơn là bên cho đi. Cái sự hào phóng của bạn mệnh tuổi Thân đối với những người này sẽ mở đường cho sự hợp tác đầy hứa hẹn trong tương lai với bạn nữa nhé. Và tuần mới này đối với bạn tuổi Thân, hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn nhiều cái cơ hội để sắp xếp lại cuộc sống đang còn bị nhiều xáo trộn của mình. Về phương diện sự nghiệp, dù là trong hay là ngoài giờ làm việc, bạn hãy đánh giá và ưu tiên giải quyết những cái công việc quan trọng trước. Với những cái kế hoạch hợp lý sẽ giúp cho hiệu suất công việc của bạn mệnh tuổi Thân tăng lên trông thấy đối bạn tuổi Thân nhé. Trong tuần mới này đối với bạn tuổi Thân, bạn lại đang gặp sao thiên vu chiếu mệnh. Cái điều này mang lại cho bạn tuổi Thân có một số tin vui. Sự nhanh nhẹn, tài trí sẽ giúp cho bạn tuổi Thân khẳng định được tài vị, tài năng ở vị trí của mình. Nhưng xem ra bạn mệnh vẫn đòi hỏi bản thân cao hơn nữa và muốn đạt được kết quả tốt hơn nữa, và không muốn vội vàng hài lòng với những gì mình đang có ở hiện tại đó bạn tuổi Thân nhé. Những ngày đầu tuần với bạn tuổi Thân trong tuần mới này đầy rẫy những cái rắc rối, phiền muộn. Nhưng ánh sáng từ phía thiên ấn xuất hiện sẽ mang lại cho bạn tuổi Thân từ giữa tuần trở đi. Cái điều này sẽ giúp cho bạn mệnh tuổi Thân tập trung vào công việc và quên hết đi những cái điều tiêu cực, ưu phiền. Nhờ đó mà cái vận trình cuối tuần với bạn tuổi Thân khá chi là như ý, mọi chuyện cũng dần đi vào quỹ đạo ổn định, tài lộc được tăng tín nữa bạn tuổi Thân nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 26 tháng 10 đến ngày mùng 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu, bạn đang đưa ra nhiều cái ý tưởng sáng tạo và bạn tuổi Dậu lúc này biết cách thể hiện được cái mặt tốt của bản thân mình trong công việc. Sự năng động và tinh thần dám nghĩ dám làm của bạn mệnh tuổi Dậu sẽ được cấp trên đánh giá cao với bạn. Cái con đường thăng tiến của bản thân bạn tuổi Dậu trong tương lai là vô cùng rộng mở luôn nhá. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này, vận trình của bạn sẽ được thăng hoa. Đối với những bạn tuổi Dậu còn độc thân, sự quyến rũ của bản mệnh được lan tỏa một cách tự nhiên, khiến cho đối phương không thể rời mắt. Cái mối quan hệ các cặp đôi cũng trở nên khăng khít hơn và đạt được những cái bước ngoặt quan trọng nữa. Thế nhưng, trong tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu, khối lượng công việc của bạn đến khá chi là dồn dập. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Dậu không còn nhiều thời gian cho nửa kia cũng như là cho đời sống lãng mạn của mình được. Nhất là khi bạn gặp thương quan xuất hiện vào những ngày đầu tuần là lúc bạn mệnh nhất định không được chủ quan hay là sao nhã trong từng việc nhỏ bạn tuổi Dậu nhé. Trong tuần mới này đối với bạn tuổi Dậu, tài lộc ở mức trung bình tuần này không thích hợp để cho bạn mạo hiểm đầu tư ở những cái lĩnh vực mới và bạn cần phải cẩn trọng trong các quyết định và việc chi tiêu về tiền bạc. Về phương diện sức khỏe của bạn tuổi Dậu cũng đang có dấu hiệu bị suy giảm, bạn mệnh nên điều chỉnh lại cái chế độ sinh hoạt, tránh làm việc quá khuya hay là ăn uống bữa bữa bạn tuổi Dậu nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Tuất, bạn có cái nguồn năng lượng có giới hạn. Do đó, thay vì sử dụng hết những gì đang có để chăm sóc cho người khác thì bạn tuổi Tuất, bạn cần phải quan tâm hơn đến bản thân mình. Dường như bản mệnh đang kiệt sức vì một người nào đó mình luôn cận kề giúp đỡ, trở nên không thể chấp nhận được. Cái con đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này về cơ bản là không có nhiều biến động. Chính quan hỗ trợ sẽ giúp cho bạn tuổi Tuất lấy lại được tinh thần vào giữa tuần, tránh xa những cái muộn phiền vào đầu tuần. Lúc này, với bạn tuổi Tuất nên tập trung vào công việc sẽ tốt hơn là để cho bản thân phân tâm về những cái chuyện không đâu nhé. Còn về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này cũng không được tốt đẹp. Con đường tình duyên của bạn không được như ý vì sự nhẹ dạ cả tin có thể khiến cho bạn tuổi Tuất gặp rắc rối. Không thấy ai sẽ để lộ con người thật của họ nên đừng có vội tin vào những lời xu nịnh ngọt ngào đó. Không có thước đo nào tốt hơn cái thời gian và với bạn tuổi Tuất, bạn cần phải kiên nhẫn quan sát cái động thái của những người xung quanh trước đã bạn tuổi Tuất nhé. Và trong cái tuần mới này đối với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp sao Thiên Diêu chiếu mệnh chủ về cái sự đào hoa nhưng lại mang tới cho các cặp đôi đang yêu nhau hay là vợ chồng nhiều cái sự nghi ngờ hoặc là rắc rối vì nửa kia của mình quá nhiều người theo đuổi. Thực ra khi tình cảm giữa bản mệnh với người ấy hiện tại không đủ lớn thì cái việc tinh thần của bạn tuổi Tuất sẽ bị lung lay cũng là cái điều dễ hiểu mà thôi đó bạn tuổi Tuất nhé. Tử vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 2020. Xem tử vi tuần mới này đối với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi đang có cái điểm báo không tốt trong cái chuyện tình cảm của mình. Và với bạn tuổi Hợi, tốt hơn hết là nên tránh những cái lời hứa suông. Có người đang giả vờ muốn lấy lòng của bạn tuổi Hợi do có ý đồ xấu. Bên cạnh đó, một vài thành viên trong gia đình có thể can thiệp vào những cái dự định cá nhân của bạn, không ủng hộ những cái kế hoạch mà bạn mệnh đang thực hiện đó nhé. May mắn là đời sống xã hội của bạn tuổi Hợi trong tuần mới này mang đến cho bạn nhiều màu sắc tươi sáng. Các mối quan hệ với đối tác làm ăn sẽ thúc đẩy cái sự sáng tạo từ hai phía và đem về các ý tưởng mới lạ cho bạn. Và bạn mệnh tuổi Hợi cũng cần phải quyết đoán hơn, đừng có mãi do dự bởi có nhiều cái cơ hội đang mở ra trước mắt nên cần phải nắm bắt thật chắc bạn tuổi Hợi nhé. Thiên tài xuất hiện vào những ngày đầu tuần, mang lại cho bạn tuổi Hợi nhiều niềm tin về cái chuyện tiền bạc. Thế nhưng tình hình không kéo dài được là bao lâu, vì có những cái khó khăn tiềm ẩn cũng xuất hiện theo sau đó. Trong đầu tư kinh doanh với bạn tuổi Hợi trong tuần mới này cũng có được một số cái cơ hội, nhưng bạn cũng cần phải xem xét kỹ càng. Đây không phải là cái thời gian thích hợp và để cho bạn mạo hiểm nhé. Còn về cái phương diện sức khỏe của bạn tuổi Hợi trong tuần mới này, sức khỏe của bạn lại khá chi là tốt. Người mới ốm dậy sẽ hồi phục rất nhanh, và nếu như bạn mệnh tuổi Hợi ăn uống điều độ, có chế độ sinh hoạt khoa học, lành mạnh và chăm sóc rèn luyện thể dục thể thao, thì kết quả sẽ nhận lại là rất xứng đáng như mong đợi. Tinh thần của bạn tuổi Hợi trở nên hào hứng và phấn chấn hơn rất chi là nhiều đó bạn tuổi Hợi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.